Thức dậy, thức dậy đi. Ê, thức dậy mặc đồ vô mau đi. Giờ anh về tới rồi. Bộ anh có vợ sao? Ê, đừng có hỏi nữa, mặc đồ vô mau, mai mốt mới giải thích cho cô. Mặc đồ gì, đây là nhà của em mà. Nhà của cô hả? Vậy bây giờ ai vô đây? Ê, chồng của em về tới. Chồng cô? Tại sao cô không nói sớm với tôi? Em có nói, anh là một không nghe thôi. Ê, anh bị lãng tai mà, cho dù anh đang làm việc cũng phải nói với anh chứ. Nhanh lên đi, chồng em ghét cảnh sát lắm đó. Tôi cũng ghét chồng của người ta lắm, tôi phải tạm lánh đó. Thiệt là bậy bạ quá, lần này làm sao thoát đây. Chết rồi, anh thức bậy xả rồi. Chị ơi, rồi hít thở, hít thở, hít thở, hít thở, hít thở. Bà xã, anh làm gì đó? Người gì mà xâm nhập dân cư người ta? Ông là ai vậy? Đây là nhà của tôi. Dạ, ông là gì của bà? Là chồng. Ông làm lỗi với bà? Tại sao? Ông đi chơi bời hả? Bà xã, anh không đi chơi bời đâu bà xã. Không có đâu, không có đâu. Cô không được khỏe, nằm nghỉ một chút đi. Thật ra có chỗ nào chơi vui mà chơi cho tới bây giờ mới về. Đừng có sợ, bà giờ đòi xíu thôi. Tôi có vợ bé đó. Ê, anh làm như vậy đâu có được. Thôi đừng nói chuyện khác nữa, nó là cái vụ vừa rồi. Bà ở dưới nhà chờ anh tới ngất xỉu. Mai là tôi tức bụng, cứu bà lên, thôi vào cho bà. Bây giờ hết chuyện rồi, anh tên gì vậy? Tôi tên là Khờ Lớn. Nhìn tên cũng giống lắm chứ, quê quán ở đâu? Người Hẹ. Tôi cũng là người Hẹ đó, mình là người đồng ương mà. Người đồng ương ơi, chăm sóc cho vợ đi, tôi đi trước nha. Bà xã ơi, bà xỉu rồi hả? Trời ơi, bà xã ơi, tội nghiệp bà quá hả? Bà xã ơi, bà xã, bà lại xỉu nữa rồi à? Bà xã, dậy mau, thức dậy mau.